Một tình huống phòng thủ thành công của Rơ Ma Trừng trước pha bóc cảnh. Liên tục là những tình huống bù uống, chuyển đổi vị trí. Đã lấy được tỷ lệ tốt đến từ bên phía của Phạm Ngọc Cảnh và cái góc đến cho người ta có thể giả búa vào. 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai, Rơ Ma Trừng vẫn đang rất nỗ lực để có thể phòng ngự. Ready, và trận đấu giữa Rơ Ma Trừng và Phạm Ngọc Cảnh đã bắt đầu. Hiệp thi đấu đầu tiên, Rơ Ma Trừng sẽ bên góc đài xanh, Phạm Ngọc Cảnh bên góc đài đỏ. Và ngay lập tức là một tình huống bắt chân đơn của Phạm Ngọc Cảnh. Phạm Ngọc Cảnh không muốn Rơ Ma Trừng đối đầu với mình ở tư thế đánh đứng. Phạm Ngọc Cảnh đã đưa Rơ Ma Trừng xuống tư thế địa chiến. Rất nhanh chóng, chỉ sau một vài những tình huống thăm dò đến từ cho cả hai võ sĩ, chúng ta đã có được một tình huống địa chiến. Và ngay lập tức họ đứng dậy, nhưng Phạm Ngọc Cảnh không muốn điều đó. Rơ Ma Trừng cũng không kém cạnh, kiểm soát bên phần bên trái, nắm được tay của Phạm Ngọc Cảnh, nhưng Phạm Ngọc Cảnh quay trở lại và đã có tình huống siết mây chém đối với Rơ Ma Trừng. Ngay lập tức quay trở lại, tiếp tục làm tình huống siết mây chém. Đã vào thế rồi, cái cổ của Rơ Ma Trừng đang nằm trong tầm kiểm soát của Phạm Ngọc Cảnh. Phạm Ngọc Cảnh siết rất chặt cổ của Rơ Ma Trừng. Hai chân của Phạm Ngọc Cảnh cũng đã bám rất chặt vào người của Rơ Ma Trừng rồi. Ngay lập tức là một tình huống trỏ, những tình huống trỏ đang được Phạm Ngọc Cảnh sử dụng ở trong trận đấu này. Rơ Ma Trừng cũng đang bùng lên và những tình huống giã búa đang hướng về phía đầu của Phạm Ngọc Cảnh. Trận đấu vô cùng giằng co. Tiếp tục sẽ là một tình huống địa chiến khi mà Phạm Ngọc Cảnh cũng đã vật ngã được Rơ Ma Trừng ở trong cái diễn biến vừa qua. Có thể thấy như cả hai bên đều đang sẵn sàng để có thể tung cho mình đó là những cái chiêu thức của họ. Đây xem tình huống giã búa từ trên cao của Phạm Ngọc Cảnh. Rất bất ngờ khi trước trận đấu này hai võ sĩ có nói với chúng tôi họ mạnh trong những tình huống đánh đứng, nhưng bây giờ Phạm Ngọc Cảnh đang muốn Rơ Ma Trừng xuống dưới sàn để thi đấu với mình. Có lẽ như trong giai đoạn vừa qua thì cả hai võ sĩ chúng ta cũng đã tập luyện và nghiên cứu rất nhiều những cái thế mạnh mới của mình và họ đang bắt đầu triển khai cái quá trình, cái độ hiệu quả ở trong cái giai đoạn tập luyện. Tiếp tục xem tình huống vật nhau của cả hai võ sĩ, chuyển đổi vị trí liên tục. Phạm Ngọc Cảnh vẫn chưa có bụng của Rơ Ma Trừng, vẫn chưa thể ngồi lên được, vẫn là những tình huống muốn vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Phạm Ngọc Cảnh đến từ Rơ Ma Trừng. Chuyển đổi vị trí liên tục, kiểm soát phần bên trái. Rơ Ma Trừng đang không cho cái cánh tay phải của Phạm Ngọc Cảnh được thảnh thơi, bởi vì anh ta biết rằng nếu như để hở ra cánh tay phải thì hoàn toàn có thể bị những tình huống giả búa. Và tiếp tục xem tình huống đánh đứng của cả hai rồi, liệu rằng cả hai sẽ cống hiến tiếp cho mình đó những tình huống va chạm hay sẽ tiếp tục đưa nhau xuống sàn. Và bây giờ là giao tranh trên tư thế đánh đứng, những cú đấm chính xác của cả hai. Và ngay lập tức Phạm Ngọc Cảnh muốn đưa Rơ Ma Trừng trở lại với sàn đấu, bắt được tay rồi. Rơ Ma Trừng có được tay của Phạm Ngọc Cảnh, Phạm Ngọc Cảnh cũng đang bị Rơ Ma Trừng siết. Cả hai trở lại với tư thế đánh đứng. Tiếp tục là xuống địa chiến đến từ cho cả hai võ sĩ chúng ta. Ở thời điểm hiện tại thì Rơ Ma Trừng đang cố gắng để có thể hồi sức, anh ta đang hít thở, cộng kèm với đó là một vài những cái đòn đánh để tránh tình huống bị gặp bất lợi. Liên tiếp là những tình huống đấm tay phải của Phạm Ngọc Cảnh. Tuy hai võ sĩ lôi nhau xuống sàn nhưng vẫn thật sự chưa có một tình huống nào cài cắm những đường khóa siết, vẫn chỉ là những tình huống búa, những tình huống đè đánh thôi. Và bây giờ là sự phòng thủ của Rơ Ma Trừng dưới mặt sàn. Rơ Ma Trừng đang cố gắng để có thể hồi sức ở trong tình huống này, lấy được cái chân của Phạm Ngọc Cảnh đến từ Rơ Ma Trừng sẽ thực hiện đòn khóa siết như thế nào đây. Và đây là phần bẻ mắt cá chân của Rơ Ma Trừng, ngay lập tức không có thế. Phạm Ngọc Cảnh đang bị Rơ Ma Trừng lấy lưng mang xuống rồi, siết bay chém có được lưng, đang set up một đòn khóa sau, khóa siết cổ sau. Chưa được, hiện tại vẫn chưa được. Cố gắng để có thể quay ngược trở lại và kiểm soát đến từ bên phía của Rơ Ma Trừng. Ở thời điểm hiện tại, cảm giác như anh ta đang là võ sĩ chủ động hơn. Nhưng Phạm Ngọc Cảnh cũng đưa ra những cái phương án để có thể phòng ngự. Tiếp tục là tình huống ghi đè đến từ cho cả hai. Một tình huống bật tốt đến từ bên phía của Rơ Ma Trừng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Phạm Ngọc Cảnh là người trên cao. Vẫn là những tình huống địa chiến. Và bây giờ là lần mà Phạm Ngọc Cảnh muốn lấy bức bụng của Rơ Ma Trừng. Cả hai cần một quãng nghỉ để tiếp tục quay trở lại với những tình huống địa chiến của mình. Cái gót của Phạm Ngọc Cảnh đang được tung về phía của Rơ Ma Trừng. Rất bất ngờ, rất bất ngờ. Chúng ta sẽ tưởng tượng trận đấu này bắt đầu với những tư thế có đủ để cho Phạm Ngọc Cảnh kết thúc Rơ Ma Trừng bằng đòn khóa sau hay không. 10 giây và Phạm Ngọc Cảnh quyết định là tung cho mình đó những cái đòn đấm để có thể ghi điểm. Wow. Và hiệp 1 của trận đấu đã khép lại. Thật là bất ngờ đúng không anh Tùng Anh, khi mà chúng ta đang thấy rằng cả hai võ sĩ chúng ta đều đã nói sở trường của họ là đánh đứng. Nhưng ở trong hiệp thi đấu đầu tiên ngày hôm nay thì cả hai sẽ bên góc đài xanh, Phạm Ngọc Cảnh bên góc đài đỏ.
Chúng ta cũng có thể thấy rằng cái ngọn lửa nhiệt huyết đến từ cho cả hai võ sĩ ở trong cái ván thi đấu đầu tiên. Hãy cùng xem lại những diễn biến nổi bật của hiệp thi đấu đầu tiên đó. Và san sóc viên chuẩn bị và xuống đài. Trên màn ảnh của quý vị là sự xuất hiện của độc cô cầu bại Muay Thái Nguyễn Trần Duy Nhất. Và Nguyễn Trần Duy Nhất cũng có kinh nghiệm MMA khi anh đã từng đạt đài của một giải vô địch MMA nổi tiếng trong nước. Và chúng ta sẽ quay trở lại trận đấu giữa Roma Trừng đối đầu với Phạm Ngọc Cảnh tại GMA. Đây là trận đấu diễn ra ở hạng cân Hổ Mang. Một phải tốt đến từ Phạm Ngọc Cảnh ở đầu hiệp thi đấu thứ hai này. Và liên tiếp là những tình huống cố gắng để có thể phang ống đồng nhằm thăm dò lẫn nhau. Có vẻ họ đang quay lại sở trường của mình là những tình huống đánh đứng. Và họ đánh đứng chắc chắn sẽ hay hơn đánh nằm. Tôi hoàn toàn đồng ý khi mà sở trường của cả hai võ sĩ chúng ta đều sẽ là những tình huống đánh đứng. Và chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp những cái diễn biến ở trong bảng thi đấu thứ hai này. Hãy cẩn thận với Phạm Ngọc Cảnh, những cú đá từ chân sau và tay sau của Phạm Ngọc Cảnh. Bởi anh là một võ sĩ thuận tay trái. Những cú đấm bằng tay sau và những cú đá bằng chân sau của các võ sĩ thuận tay trái rất lợi hại. Và Roma Trừng vẫn đang cầm nhịp được Phạm Ngọc Cảnh trong những tình huống tiến công của mình. Hãy cùng để coi cái cách tiếp cận đến từ cho cả hai là như thế nào đây. Một đòn nhã chân, đá chân đến từ bên phía của Phạm Ngọc Cảnh. Roman Trừng cũng đang tìm góc để có thể áp sát vào. Đá cao tốt của Phạm Ngọc Cảnh, nhưng Roman Trừng không hề lời tay. Cự ly của Phạm Ngọc Cảnh là rất tốt. Anh có một cự ly và biên độ vừa phải để có thể tung ra những cú đá và những cú đấm về phía của Roman Trừng. Roman Trừng muốn áp sát, nhưng bây giờ Phạm Ngọc Cảnh là người chủ động trong những tình huống áp sát. Có một tình huống bốc chân đôi và hai võ sĩ tiếp tục địa chiến. Cổ của Phạm Ngọc Cảnh thì đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ Roman Trừng. Đó liên tiếp là những cú đấm để có thể tạo ra một cái thế góc đổi vị trí khác dành cho bên phía của Phạm Ngọc Cảnh. Nhưng trong bộ môn MMA của chúng ta, người nằm trên chưa chắc sẽ là người nắm được lợi thế. Và chúng ta hãy cùng chờ xem Roma Trừng có sự thay đổi gì trong tình huống đánh nằm này không. Có một cái điều thú vị đến từ giải đấu GMA thần võ Việt Nam ta, đó chính là những tình huống đánh nằm chúng ta được quyền sử dụng chỏ. Và đó là cái cách mà bên phía của Phạm Ngọc Cảnh đang lấy được những cái lợi thế ở trong những cái tình huống như thế này. Roma Trừng đứng dậy, Phạm Ngọc Cảnh không cho đứng dậy. Và tiếp tục sẽ là cái tình huống đánh trỏ nằm của Phạm Ngọc Cảnh khi anh đang kiểm soát được phần bên trái, đè chặt một tay của Roma Trừng xuống đất rồi. Và bây giờ là những tình huống sử dụng những đòn trỏ của Phạm Ngọc Cảnh. Trỏ phải, trỏ trái liên tiếp đến từ Phạm Ngọc Cảnh, nhắm vào vị trí đầu và hông của Roma Trừng. Và tại GMA, Phạm Ngọc Cảnh được sử dụng trỏ gối một cách hợp pháp xuống sàn. Và đây sẽ là một điểm mạnh của võ sĩ đến từ võ đường Liên Phong. Đây chính xác là một cái sự thay đổi rất tiến bộ đến từ giải đấu GMA. Bởi vì rõ ràng mục tiêu của những võ sĩ của chúng ta sẽ hướng ra một đấu trường xa hơn, một đấu trường quốc tế. Quay trở lại với trận đấu thì Phạm Ngọc Cảnh vẫn đang giữ được phần bên trái của Roma Trừng. Anh đang đưa những cú trỏ của mình vào phần mí mắt, phần dễ rách nhất của đối phương. Có khi nào sẽ là một tình huống bắt tay để thực hiện một đòn khóa xiết đến từ Phạm Ngọc Cảnh hay không đây? Và bây giờ có lẽ cái bụng của Roma Trừng đang rất ngộp thở rồi. Khi gối của Phạm Ngọc Cảnh đè lên, có được lưng không? Đã có được lưng rồi. Và bây giờ là một tình huống chuẩn bị cho đòn khóa xiết từ phía đằng sau. Roma Trừng đang cố gắng phòng vệ vào cái cổ của mình, nhưng Ngọc Cảnh vẫn đang tìm góc. Lưng của Roma Trừng bắt đầu là chuyển sai phía bên trái tốt đến từ bên phía của Phạm Ngọc Cảnh. Liên tiếp là những tình huống giả búa tốt đến từ Phạm Ngọc Cảnh. Roma Trừng đã phải ôm đầu quay lại phía sau. Phạm Ngọc Cảnh có lưng rồi. Vẫn tiếp tục là cái lòn tay của Phạm Ngọc Cảnh. Và anh muốn kết thúc trận đấu này bằng một tình huống khóa xiết. Bắt đầu đang tìm góc để có thể đưa vào lòn khóa xiết đến từ bên phía của Phạm Ngọc Cảnh. Nhưng Roma Trừng đang bảo vệ vùng cổ của anh ta.
Roma Trưng bảo vệ vùng đầu thì Phạm Ngọc Cảnh sẽ không tha cho vùng gan. Phần gan đang là phần mà Phạm Ngọc Cảnh hướng tới để đánh vào người của Roma Trưng. Liên tiếp là những tình huống giả bùa ở trên cao dành cho bên phía của Phạm Ngọc Cảnh. Roma Trưng đang có dấu hiệu bị đuối sức rồi. Trọng tài đang theo dõi tình trạng của Roma Trưng. Đây không biết có phải là tình huống nghỉ của Roma Trưng hay đây là một tình huống chịu đòn của võ sĩ đến từ Noa Club. Liệu rằng có cơ hội nào dành cho Roman Trưng hay không đây, khi mà chúng ta vẫn đang thấy rằng cái sự chủ động đang nghiêng về cho bên phía của Phạm Ngọc Cảnh. Hiện tại thì Phạm Ngọc Cảnh đã kiểm soát được phần hông phía bên phải và liên tiếp tìm góc để có thể tung ra cho mình ở những đòn trỏ. Roma Trưng là một võ sĩ chơi Muay Thái chuyên nghiệp và bây giờ anh đã phải chịu những cú trỏ từ tư thế nằm của Phạm Ngọc Cảnh. Liệu không biết những cú trỏ của tư thế nằm nó có đau hơn những cú trỏ của tư thế đứng hay không? Tôi thì chắc chắn là không muốn thử rồi anh Tùng Anh à. Rõ ràng là như vậy, bởi vì cái lực phát ra đến từ những võ sĩ chúng ta phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Bắt đầu lấy được cái phần cổ rồi, đến từ bên phía của Phạm Ngọc Cảnh. Nhưng không, Roman Trưng đã phòng vệ được thành công. Và bây giờ là liên hoàn trỏ đến từ Phạm Ngọc Cảnh. Những cú trỏ trong vòng 30 giây cuối cùng. Đây có thể là một tình huống phòng thủ thành công của Roman Trưng trước Phạm Ngọc Cảnh. Liên tục là những tình huống bù uống, chuyển đổi vị trí. Đã lấy được tỷ đè tốt đến từ bên phía của Phạm Ngọc Cảnh và cái gốc đến cho anh ta có thể giả búa vào. 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai, Roman Trưng vẫn đang rất nỗ lực để có thể phòng ngự. 3, 2, 1, hiệp thi đấu thứ hai đã kết thúc. Rất đáng khen ngợi dành cho Roman Trưng, khi mà đây là một ván thi đấu mà anh ta đã bị mất quyền kiểm soát ở bắt đầu lấy được cái phần cổ rồi đến từ bên phía của Phạm Ngọc Cảnh. Tiếp từ những tình huống giả búa tốt đến từ Phạm Ngọc Cảnh. Cảnh vẫn đang tìm góc, nhưng của Roman Trưng. Bắt đầu hiệp của Roman Trưng đang rất tuyệt vời rồi. Phạm Ngọc Cảnh sẽ chiến thắng Roman Trưng, bởi chúng ta thấy được sự áp đảo của võ sĩ đến từ võ đường Liên Phong là rất lớn đối với võ sĩ đến từ No One. Và có lẽ như là kinh nghiệm thi đấu đến từ Phạm Ngọc Cảnh cũng đã giúp cho anh ta biết cách sử dụng những cái chiến lược phù hợp khi mà đối đầu với lại những cái đối thủ khác nhau. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên và hiệp thi đấu thứ hai, có thể thấy như Phạm Ngọc Cảnh đang biến hóa cái cách tiếp cận của mình. Không chỉ là những tình huống đánh đứng ở trong hiệp thi đấu thứ hai, nếu như có cơ hội, anh ta hoàn toàn có thể khiến cho Roman Trưng phải rơi vào cái thế địa chiến. Và đây là một đáng khen cho Phạm Ngọc Cảnh khi trong tháng này anh đã thi đấu trận này là trận thứ hai rồi tại một đấu trường MMA khác. Chúng ta thấy được thể lực sung mạng của Phạm Ngọc Cảnh, anh khỏe đến như thế nào. Và chúng ta sẽ chuẩn bị quay trở lại với hiệp thi đấu cuối cùng của trận đấu ở hạng cân hổ mang giữa Roma Trưng đối đầu với Phạm Ngọc Cảnh. Chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu cuối cùng, trận đấu ở hạng cân hổ mang giữa Roma Trưng đối đầu với Phạm Ngọc Cảnh. Roma Trưng là võ sĩ mang gốc đài xanh, còn Phạm Ngọc Cảnh là võ sĩ mang gốc đài đỏ. Tiếp tục là những tình huống để có thể kiểm soát lẫn nhau đến từ vừa cho Phạm Ngọc Cảnh, thăm dò thì chính xác hơn. Phạm Ngọc Cảnh đang sử dụng những tình huống giả bốc chân, những tình huống giả vật của anh. Và liệu đây hiệp cuối này, cả hai sẽ đánh đứng hay đánh nằm đây? Thể lực cũng phần nào đó đã được hồi phục đến từ bên phía của Roman Trưng. Hiện tại thì tôi đang thấy đôi mắt của anh ta đang tìm ra những cái phương án để có thể tiếp cận vào Phạm Ngọc Cảnh. Có vẻ như Roman Trưng nghỉ vẫn chưa nhiều. Và bây giờ là một tình huống hốt chân đời của Phạm Ngọc Cảnh. Lại là tiếp tục những tình huống địa chiến. Phạm Ngọc Cảnh vẫn đang là người kiểm soát ở vùng trên. Và chắc chắn chúng ta sẽ thấy những tình huống trỏ và búa của Phạm Ngọc Cảnh về phía Roman Trưng. Quan trọng là anh ta đang cố gắng để có thể đưa cái đầu gối của mình tì đè vào bụng của Roman Trưng. Roman Trưng biết được điều đó. Anh ta đang rất nỗ lực để có thể phòng ngự. Phạm Ngọc Cảnh chủ động chuyển sang tư thế kiểm soát ở phần một phần bên để tung ra những cú trỏ thẳng vào đầu của đối phương. Tay phải, những trỏ phải cực kỳ chất lượng đến từ bên phía của Phạm Ngọc Cảnh, đổi góc rồi. Và bây giờ là một tình huống bám đầu, có được lưng rồi. Là những tình huống gối của Phạm Ngọc Cảnh. Và Roman Trưng đang muốn đưa vận đấu ở tư thế đánh đứng. Và anh đã thành công. Như vậy là hai võ sĩ sẽ tiếp tục va vào nhau ở trong cái tư thế đánh đứng.
Roman Trừng cần phải cố gắng để có thể kiểm soát, nhưng Phạm Ngọc Cảnh không chơi điều đó chứ là rồi. Vật tốt đến từ Phạm Ngọc Cảnh và kiểm soát Hồng Phi bên phải tốt đến từ anh ta. Và Phạm Ngọc Cảnh đang mời Roman Trừng đứng lên, nhưng anh không cho đối phương mình làm điều đó. Wow, những tình huống giả búa tay phải rất chất lượng. Phạm Ngọc Cảnh càng đánh càng khỏe. Và bây giờ anh tiếp tục kìm kẹp Roma Trừng bằng những cú búa. Quả không hổ là độc nhãn chiến làng, khi mà chúng ta thấy rằng cái cách tiếp cận của anh ta lấy được cái phần bụng đến từ bên phía của Phạm Ngọc Cảnh. Và lại có lưng rồi, lại có lưng rồi. Và có một tình huống khóa xiết hay không? Roma Trừng biết mình phải vòng thủ ở đâu khi Phạm Ngọc Cảnh cũng đang có phần tay của Roma Trừng. Phần đầu của Roman Trừng đang bị sơ hở và ngay lập tức Phạm Ngọc Cảnh tấn công vào phần đầu này với những cú đấm và những cú chỏ. Phạm Ngọc Cảnh càng đánh càng khỏe, anh không cho Roman Trừng một giây phút nào được nghỉ ngơi dưới mặt sàn. Rất thú vị đến từ Phạm Ngọc Cảnh khi mà anh ta kêu Roman Trừng đứng dậy nhưng không cho Roman Trừng có cơ hội để có thể được thở với những tình huống vật ngã liên tiếp và cái độ hiệu quả cực kỳ cao. Và bây giờ lại là những tình huống đè ngang để tung ra những cú chỏ về phía người của Roma Trừng. Những tình huống gối ở ngay dưới mặt đất. Có thể là những tình huống gối bay ở ngay dưới mặt đất của Phạm Ngọc Cảnh. Lại là những cái búa được tung về phía đầu của Roma Trừng. Phần lưng đang hở. Phần lưng của Roma Trừng đang hở. Và bắt đầu đang có một vài những tín hiệu lon tay đến từ Phạm Ngọc Cảnh để có thể kiểm soát phần lưng này. Không, anh ta chỉ đơn giản là tìm góc để có thể tung ra cho bên đó những cú đấm mà thôi. Anh Linh ạ. Có vẻ tôi đang thấy là Phạm Ngọc Cảnh muốn kết thúc trận đấu này bằng một tình huống knockout khóa xiết kỹ thuật. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Nhưng trước hết thì anh ta cần phải có được nhiều tình huống làm mềm được Roma Trừng với những đòn gối ở dạng địa chiến của mình. Nếu đặt cho trận đấu này như một bộ phim, tôi xin đặt trận đấu này là trận đấu một bộ phim mang tên Không Thể Nghỉ Ngơi, khi Phạm Ngọc Cảnh đang không cho Roma Trừng nghỉ một giây phút nào cả. Tiếp tục là một cái thế chủ động ở dạng địa chiến đến từ bên phía của Phạm Ngọc Cảnh. Liên tiếp là những đòn nắm trái phải của anh ta để có thể nhắm vào những vị trí không được bảo vệ của Roma Trừng. Roma Trừng bây giờ chỉ còn biết ôm đầu chịu trận trước những tình huống quăng quật của Phạm Ngọc Cảnh. Không thể đứng dậy, không thể đứng dậy, và Ngọc Cảnh đang kéo cái chân của Roma Trừng và tiếp tục cho những tình huống địa chiến của mình. Cơ hội nào dành cho Roman Trừng ở trong hiệp thi đấu thứ ba này, khi mà chúng ta đang thấy rằng độc nhãn chiến làng càng đánh càng khỏe. Liên tiếp là những tình huống cú đấm để có thể ghi điểm đến từ Phạm Ngọc Cảnh. Một tình huống chuyển đổi vị trí tốt của Ngọc Cảnh, nhưng Ma Trừng cũng đã phòng ngự rất tuyệt vời. Có lẽ như Roman Trừng quyết định là sẽ all-in ở trong những giây cuối cùng chăng? Để 30 giây cuối cùng, và Phạm Ngọc Cảnh có lẽ đang tìm một hơi cuối để vào tấn công đối phương của mình chăng? Rất mong muốn có được cho mình đó một chiến thắng. Và bây giờ trọng tài yêu cầu hai võ sĩ đứng dậy. Và ngay lập tức bốc chân đôi của Phạm Ngọc Cảnh. Nhưng lần này Roma Trừng đã phòng ngự tốt gối của Roma Trừng. Roma Trừng vật lại Phạm Ngọc Cảnh. Nhưng chắc chắn Phạm Ngọc Cảnh không để tình huống đó xảy ra. 10 giây cuối cùng của trận đấu đầu tiên của chúng ta. Và trận đấu lại tiếp tục dưới mặt sàn. Như vậy là Phạm Ngọc Cảnh không để cho Roman Trừng có thể tung ra cho mình nữa những cái lợi thế. Và ngay lúc này thì trận đấu đã kết thúc. Không thể nghỉ ngơi. Và bây giờ Roman Trừng đã được nghỉ rồi. Một hiệp đấu cực kỳ sôi động khi mà cả hai võ sĩ chúng ta cũng đã cống hiến liên tiếp những tình huống địa chiến với nhau. Đặc biệt đó chính là Phạm Ngọc Cảnh, võ sĩ đến từ võ đài Liên Phong. Một năm gặp lại thì hai võ sĩ đầy duyên nợ này đã thể hiện quyết tâm cực kỳ cao, và kết quả thì phải dựa vào các trọng tài mà thôi, bởi vì không có một chiến thắng submission, knockout hay knockout kỹ thuật nào được diễn ra sau 3 hiệp đấu cả. Vâng, và ngay bây giờ quý vị cùng với tôi hãy chờ đợi vào kết quả của các trọng tài.
Vâng, thưa tất cả quý vị và các bạn, và đây là một kết quả đồng thuận và chiến thắng đã thuộc về võ sĩ đến từ võ đường Liên Phong. Xin chúc mừng Phạm Ngọc Cảnh. Alo. Lừa rồi. Tất cả là lừa rồi. Trước trận này anh nói với bình luận viên rằng anh là một người chơi đánh đứng. Mà tại sao trận đấu này chúng ta chỉ thấy anh có những tình huống địa chiến không vậy? À, mình rất là bất ngờ khi hôm nay gặp lại bạn Rơi Mái Chưng. Theo mình quan sát thì mới đầu vô mình giao chiến thì mình thấy bạn Rơi Mái Chưng kỹ năng chicken đợt này rất là tốt. Cho nên Cảnh không có muốn mạo hiểm. Thì mới đầu Cảnh cũng tính là vô đánh đứng để công hiến cho mọi người, nhưng mà hôm nay bạn Rơi Mái Chưng rất là mạnh nên Cảnh phải dùng chiến thuật để rút thể lực của bạn ấy và đánh bạn ấy. Trong những tình huống đánh năm của anh, em thấy anh chuyển đổi vị trí rất nhiều. Vậy anh có muốn một tình huống hạ knock out đối phương, hạ knock out kỹ thuật đối phương bằng một đòn khóa xiết không? Hôm nay thì mình không có muốn khóa xiết, mình muốn khống chế để đánh thôi. Mình muốn đánh KO. Và chắc chắn đến từ trỏ đúng không ạ? Dạ. Xin cảm ơn anh Phạm Ngọc Cảnh. Dạ, cảm ơn ạ. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những trận đấu tiếp theo. Họ là ai? Tại sao họ chấp nhận đổ máu đi trên con đường này? Đầy gian nan, đòi hỏi một tinh thần thép. Và sẵn sàng đối mặt với những sự nguy hiểm.